Ok, video trước bác nói rồi, tức là phương pháp nâng ngực thì cứ hãy bám vào cái phương pháp là đặt túi ngực. Thì hôm nay bác nói sơ sơ qua cái vụ đặt túi ngực như thế nào nha. Túi ngực là gì? Là cái túi trước mặt bác đây, tức là cái vỏ bên ngoài là silicon, ở trong có thể có hai thành phần, hoặc là gel hoặc là nước biển. Ngày xưa thì người ta để nước biển trong cái túi này, cái tâm lý người ta nghĩ rằng là gì, nếu cái túi lỡ nó bể thì nước biển ở trong cơ thể người không sao, nhưng thật sự cho dù cái gel này đi nữa nó có bể cũng không sao. Nó có 13 đến 15 cái hãng túi trên thế giới, các bác sĩ Việt Nam mình có đầy đủ hết. Cho nên là các em đặt túi ngực ở trên thế giới, ở nước ngoài, ở sao thì ở đây cũng giống như vậy. Thì về kích cỡ túi, khi mà xác định cái kích cỡ túi mà em không nghĩ là bao nhiêu trăm gram, cái đó thì nó hơi sai chuyên khoa một chút á. Thì xác định kích cỡ túi là đường kính, độ nhô là độ dày của cái túi và thể tích của cái túi. Thể tích túi thì tính bằng là ml một túi ngực để đặt vào, thì kinh nghiệm bác sĩ là một việc. Thứ hai là gì? Dựa vào cân nặng, chiều cao, vòng ngực, vòng eo, vòng mông của cái người phụ nữ đó. Rồi thêm nữa là cái độ trùng da của cái da ngực. Có rất là nhiều nguyên nhân yếu tố mà cái kinh nghiệm người bác sĩ phải tham vấn và bàn luận và tư vấn cho người khách hàng của mình.